Bắc Kinh gọi cáo buộc về người Canada làm gián điệp cho Trung Quốc là vô căn cứ, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng hôm nay đã bác bỏ thông tin cho rằng một người đàn ông ở Toronto đã bị bắt vì bị tình nghi đã tìm cách cung cấp cho Trung Quốc những thông tin về chính sách mua vật liệu đóng tàu của Canada. Các giới chức an ninh của Canada hôm Chủ nhật cho biết, ông Quinn Conta Huang, một công dân Canada, 53 tuổi, phải đối mặt với hai tội danh, tìm cách giao tiếp với một thực thể nước ngoài, một tội có thể dẫn đến án tù chung thân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng ông Hồng Lợi trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm nay đã nói rằng các báo cáo liên quan về một người đàn ông Canada gốc Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ. Canada đã có một mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc với những nỗ lực chính thức để thúc đẩy thương mại và cải thiện các mối quan hệ kinh doanh, cùng lúc xung đột với mối quan tâm sâu sắc về vai trò mà các tổ chức nhà nước Trung Quốc được phép có ở Canada. Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, ông Huang bị bắt vào hôm thứ Bảy đã làm việc cho một nhà thầu tham gia vào công việc thiết kế tàu và dường như đã hành động một mình, nhưng từ chối cho biết những thông tin mà ông Huang đã tìm cách cung cấp cho Trung Quốc, chỉ nói rằng không có mối đe dọa cho an toàn công cộng. Ông Huang đã bị bắt chỉ vài ngày sau khi cơ quan giám sát chi tiêu chính thức của Canada cho biết chính phủ đã đánh giá thấp các chi phí của một kế hoạch đóng tàu hải quân trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim và sẽ phải đóng ít tàu hơn hay đóng những chiếc tàu có khả năng ít hơn so với kế hoạch ban đầu. Các tàu mới sẽ đóng một vai trò quan trọng khi mà Canada khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực, một khu vực tranh chấp với dầu năng lượng và tài nguyên khoáng sản.